quý vị, hiện tại thì thẩm mỹ Ohio đang điều trị xóa chằm bớt cho bạn Đỗ Nghi Sơn đến từ Hải Dương. Nghi Sơn thì năm nay 19 tuổi, ở đây là lứa tuổi có thể nói là rất là lý tưởng để điều trị chằm bớt thưa quý vị. Bởi vì lứa tuổi này thì theo các chuyên gia thì các bạn sẽ vận động cũng như là hoạt động rất là nhiều. Vì thế cho nên là khi mà các bạn đi điều trị chằm bớt thì những cái sắc tố chằm sẽ được đào thải lọc ra bên ngoài cơ thể sẽ nhanh hơn. Có đúng không ạ chuyên gia? Đúng rồi, khi mà các cái hắc sắc tố melanin và các cái tế bào nó mang hắc sắc tố tối màu của chàm ấy được máy móc và laser phá vỡ ra rồi thì cơ thể mình sẽ đào thải qua mạch bạch huyết. Và khi mà những cái bạn ấy chơi thể thao nhiều, chúng ta vận động thể chất nhiều thì cùng với đấy thì là lượng mồ hôi cũng như là cái việc trao đổi chất của cơ thể diễn ra nhanh và nhiều hơn, tốt hơn mọi người bình thường mà ít chơi thể thao rất là nhiều. Thế nên là khi ở một cái lứa tuổi đang dậy thì cũng rất là năng động như thế này thì là khi mà bắn về ấy, cái chàm của các bạn ấy sau một tháng sẽ có cảm giác và mọi người ở nhà có thể nhìn thấy luôn là nó sẽ mờ nhiều hơn so với những cái lứa tuổi khác, hoặc là với những cái khách hàng hoặc là những cái bệnh nhân mà người ta không năng động hoặc là do cơ thể người ta như thế nào đấy và người ta phải ít vận động. Và với cơ chế như thế cho nên là cái công nghệ mà Ohio đang sử dụng thì rất là an toàn và các bạn từ 5 đến 6 tuổi thì có thể đến để xóa chằm được rồi thưa quý vị. Và hiện tại bằng mắt thường thì mình có thể nhìn thấy là buổi 1 của bạn Nghi Sơn thì Nghi Sơn đang đáp ứng rất là tốt với laser. Và chuyên gia đánh giá như thế nào về buổi đầu tiên hôm nay của bạn ấy ạ? Sắc tố chàm của bạn ý thì nó cũng có một vài phần giải rác không quá liền mạch. Tuy nhiên là những cái điểm mà chân rất là sâu, chân đen xanh thì khi mà chúng ta bắn vào ấy, cảm giác là hắc sắc tố nhìn thấy là nó được vỡ hẳn ra luôn. Mình bắn vào thì sẽ cảm thấy là bề mặt da hơi nề lên, sưng lên. Vì bản chất là khi mà những cái hắc sắc tố nó ở nguyên vẹn và nguyên khối ấy, thì nhìn nó sẽ gọn gàng hơn. Đấy, chúng ta hình dung như vậy. Vậy thì có những ai đang chần chừ hay tìm hiểu công nghệ về điều trị xóa chằm bớt thì hãy liên hệ ngay cho phòng khám thẩm mỹ Ohio nhé.